Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Trước thềm FIFA World Cup diễn ra vào mùa đông này tại Qatar, hãy cùng nhìn lại 10 đội bóng vĩ đại nhất từng có mặt tại giải đấu nhé. Một số đội bóng huyền thoại đã thi đấu tại FIFA World Cup, thu hút trí tưởng tượng của người hâm mộ trên toàn cầu bằng lối chơi đầy cảm hứng và sáng tạo của họ. Từ World Cup đầu tiên năm 1930 ở Uruguay cho đến giải đấu cuối cùng vào năm 2018 được tổ chức tại Nga, World Cup đã được tôn vinh bởi những ngôi sao vĩ đại nhất của môn thể thao này. Trong đó nổi bật nhất là Pele và Diego Maradona, những người đã dẫn dắt quốc gia của họ đến với vinh quang trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Hà Lan, do Johan Cruyff dẫn dắt, đã thất bại ê chề khi nâng cao chức cúp vô địch, nhưng vẫn cố gắng để giành được một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Nhưng đội bóng nào là vĩ đại nhất trong số những đội bóng vĩ đại? Dưới đây là 10 đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại tại World Cup. Brazil năm 1970. Được hầu hết các nhà sử học và nhà phê bình coi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, đội tuyển Brazil thi đấu tại Mexico có hàng loạt cầu thủ huyền thoại. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino và Carlos Alberto và đã thắng cả 6 trận trên đường trở thành quốc gia đầu tiên vô địch 3 kỳ World Cup. Thật phù hợp khi World Cup năm 1970 là World Cup đầu tiên được phát sóng trên TV màu. Trong khi hầu hết các đội khác sử dụng cách tiếp cận có thể đoán trước, Brazil đã khiến đám đông Mexico kinh ngạc với phong cách Technicolor rực rỡ, đặc biệt là trong trận chung kết, khi họ đánh bại những người Ý quyết tâm phòng ngự trước hơn 100.000 người hâm mộ chen chúc bên trong sân vận động Estadio Azteca mang tính biểu tượng của Mexico City. Tây Đức năm 1974. Đây là một đội bóng vô cùng tài năng, với đội trưởng Frank Beckenbauer, thủ môn Sepp Maier và cỗ máy ghi bàn Gerd Müller đóng vai trò là chốt chặn. Tây Đức đã vượt qua trận thua sốc ở vòng đầu tiên trước Đông Đức để giành chức vô địch World Cup lần thứ 2, trước sự vui mừng của những người hâm mộ quê nhà. Việc người Đức có thể giành chiến thắng trong trận chung kết ở Munich bằng cách vượt qua Johan Cruyff và đội bóng Hà Lan đang ở đỉnh cao trong cuộc cách mạng bóng đá tổng lực khiến chiến thắng của họ càng trở nên đáng nhớ hơn. Ý năm 1982. Azzurri sau khởi đầu chậm chạp ở Tây Ban Nha, thua cả 3 trận mở màn, bao gồm cả trận ra mắt World Cup trước Cameroon và chỉ giành vé vào tứ kết trong gang tấc. Tuy nhiên, khi họ lọt vào vòng loại trực tiếp, người Ý đã trải qua một cuộc chuyển đổi đáng kinh ngạc, loại bỏ các nhà đương kim vô địch Argentina với Diego Maradona, một đội Brazil mà rất nhiều người cho rằng thậm chí còn tốt hơn đội năm 1970, loại luôn Ba Lan và một Tây Đức nguy hiểm. Chiến thắng của đội bóng năm 1982 với 6 bàn thắng dẫn đầu giải đấu của Paolo Rossi là bằng chứng cho thấy mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá. Pháp năm 1998. Được lĩnh sướng bởi Zinedine Zidane vô song, Le Bleu đã tung hoành trên sân nhà để giành chức vô địch World Cup đầu tiên với phong độ rất đáng nể. Pháp đã đưa Italia và Croatia tới màn đấu kiếm oai hùng ở vòng loại trực tiếp trước khi hạ gục một đội tuyển Brazil được nhiều người ưa thích trong trận chung kết với chiến thắng đậm đà 3-0. Pháp là nhà vô địch thế giới và hơn 1 triệu người hâm mộ Pháp đã khiêu vũ suốt đêm trên đại lộ Champs-Élysées. Brazil năm 1958. Mặc dù thường bị lu mờ bởi đội năm 1970, Brazil năm 1958 cũng rực rỡ không kém. Được cả thế giới biết đến khi bắt đầu giải đấu, Pelé năm 17 tuổi đã trở thành biểu tượng toàn cầu khi dẫn dắt Brazil vượt qua đội tuyển Thụy Điển với nhiều ngôi sao để giành chức vô địch World Cup đầu tiên, bù đắp cho trận thua World Cup trên sân nhà trước Uruguay 8 năm trước đó. Đội tuyển Brazil năm 1958 vẫn là đội Nam Mỹ duy nhất vô địch World Cup trên đất châu Âu. Tây Ban Nha năm 2010. Sau khi vô địch Euro năm 2008, Tây Ban Nha bước vào World Cup với tư cách là ứng cử viên được yêu thích. Thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ trong trận mở màn đã đặt ra một số nghi ngờ và nhiều người nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ lại một lần nữa trở lại với lối chơi kém hiệu quả của họ. Nhưng La Roja nhanh chóng phục hồi và thương hiệu Tiki-Taka của họ áp đảo đối thủ trong suốt quãng đường còn lại, với Andres Iniesta ghi bàn quyết định trong hiệp phụ trước Hà Lan trong trận chung kết ở Johannesburg. Hungary năm 1954. Đây là đội bóng vĩ đại nhất chưa bao giờ vô địch World Cup, được dẫn dắt bởi bộ tứ huyền thoại Ferenc Puskás, Sandor Kozic, Nandor Hidakuti và Josef Bozic. Magical Majors là ứng cử viên được yêu thích nhất trước giải đấu ở Thụy Sĩ, là những người giành huy chương vàng tại Thế vận hội Helsinki năm 1952, và Hungary đã bất bại 28 trận với 24 trận thắng trước World Cup, nhưng họ đã trở thành nạn nhân của cuộc lội ngược dòng kỳ diệu trong trận chung kết với người Tây Đức ở Bern. Đó là trận thua duy nhất của họ trong 50 trận đấu quốc tế từ năm 1950 đến năm 1956. Argentina năm 1986. Diego Maradona huyền diệu đã thống trị giải đấu ở Mexico, nhưng Argentina năm đó lại không phải là một đội bóng một người. Maradona được hỗ trợ bởi Jorge Luis Buruchaga chăm chỉ,
Cùng với tài năng siêu phàm của Jorge Valdano và Oscar Ruggeri, những đại diện vững chắc ở trung tâm hàng thủ của Argentina. Với Maradona ở thời điểm tuyệt vời nhất của mình và bàn tay của Chúa, đám đông Mexico đã chấp nhận Argentina là đội của họ khi quốc gia Nam Mỹ giành chức vô địch World Cup lần thứ hai. Hà Lan năm 1974. Đây là một đội bóng tuyệt vời khác và bằng cách nào đó đã không vô địch World Cup. Với sự nổi tiếng của Johan Cruyff và Johan Nixon có 1-0-2, người Hà Lan đã mê hoặc người hâm mộ cũng như đối thủ bằng một thương hiệu tấn công mang tên bóng đá tổng lực. Với một lối bóng đá đầy phong cách và bóng bẩy, Hà Lan đã đùa giỡn với người Đức trong trận chung kết nhưng không thể loại họ khi có cơ hội. Đức năm 2014. Người Đức hạ gục Bồ Đào Nha 4-0 trong trận ra quân. Sau đó họ đánh bại Pháp ở tứ kết và hoàn toàn khiến chủ nhà Brazil phải bẽ mặt với tỷ số 7-1 ở bán kết. Argentina và Lionel Messi đã chờ đợi họ trong trận chung kết và mặc dù phải mất thêm thời gian để kết liễu trận đấu này, người Đức đã giành chiến thắng và họ giành chức vô địch World Cup lần thứ tư, đồng thời trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vô địch giải đấu ở Nam Mỹ. Như vậy là một kỳ World Cup mới lại đang đến gần. Theo các bạn, đội bóng nào sẽ dâng cao chức vô địch tại Qatar năm nay? Cho chúng mình biết ở phần comment nhé. Mình là Việt Anh và đây là Spy Room. Xin chào và hẹn gặp lại.